Còng này mà ngồi gặm thì chấm hết đấy nhỉ. Gặm đi. Tao có cầm đẹp lại không gặm. Xin một hai thôi. Thịt này thì bán bao tiền lạng em? Bật đâu em ơi? 25 à? Ừ. Bật của em. Ở đây. Đây của em á. Mùi thơm quá em ạ. Qua một lớp khẩu trang rồi mà nó có cái mùi thơm vẫn bay vào mũi. Chị ăn lạc hay ăn cái gì của nó? Chị thái mấy to rồi chị ơi. Thái mấy to không phải gì. Siêu mỏng. Cái này là 2 lạng à? 2 lạng là 50.000. Nhiều nhỉ. Cái món gì đấy hả cô? Món thịt chân giò với thịt sườn. Chân giò với thịt sườn à? Chân giò lợn đen đấy nhỉ? Ra đến chợ mà cứ nhìn thấy cái món này là nó lại thay đổi hết cái dự định ban đầu là muốn ăn cái gì. Ấy, cái miếng này ngon đấy nhờ. Tạ, ăn tạ. Đây gọi là chế này. Chế. Lấy cái khác đi bác. Lấy cái khác đi. Đây là cái gì đấy, sao toàn mỡ này. Đây toàn mỡ à? À. Có nước dùng này mới được. Ngon này này. Cái đấy là cái gì đấy ạ? Mã. Mã. À cái mã lợn à. Kiểu chị bóc ra này đúng không? Ừ. Đây cái thịt này nó mềm này nhỉ. Thái cho em một ít thịt này đi. Cái này nhá. Ừ. Từ cái đấy này, với một ít thịt này nữa chị ạ. Đây một ít thịt này với cái chế này. Một tí mõm lợn nữa. Sâu sâu vào một tí. Đấy. Đây này, em lấy cho này này. Ăn mà tí mõm lợn anh em ạ. Mai vẫn chưa biết anh Kiên là đường à? Dạ. Có ăn dạ dày không? Không không dạ dày chị ơi. Thêm chế nhé. Thêm chế đi ạ. Cho thành 3 lạng rồi. Thái miếng to to tí chị nhá. Nóng quá.